Chào Hương, rất là cảm ơn Hương hôm nay đã đến với văn phòng GSE. Thì em có thể giới thiệu cho các bạn một chút về mình không? Chào các bạn, mình là Hồ Thị Hương, mình năm nay 20 tuổi và hiện tại mình đang là sinh viên trường Ngoại thương chuyên ngành kinh tế đối ngoại. Em là vừa mới có làm hồ sơ để hoàn thiện để đi Mỹ rồi đúng không? Vâng. Thì Hương có thể chia sẻ cái chương trình đi Mỹ của em không? Đây là chương trình chuyển tiếp 22, tức là 2 năm em học ở đây và 2 năm em học ở trường Northeastern. Thì lý do em chọn trường Northeastern ở Mỹ là vì đầu tiên là do em thích Mỹ và em luôn luôn là có ước mơ là đi du học Mỹ từ hồi còn bé rồi ạ. Và đây là kiểu cơ hội, này mà rất là tốt nên là em đã bắt luôn đi Mỹ luôn. Và cái thứ hai là vì Northeastern cũng là một trường tốt, một trường ranking khá là cao ở Mỹ. Nhưng mà thì nó cũng có cái chương trình OPT, một chương trình mà rất là thu hút với tất cả các sinh viên và cũng như là đồng em. Và nó cho em cái cơ hội được tập sau này khi mà em đã ra trường. Nó rất là tốt. Đấy chính là hai lý do chính mà em chọn đi học ở Northeastern University. Chị biết là cái chương trình của em là chương trình 2+2, có nghĩa là em học 2 năm ở đây rồi sau đó là em chỉ cần hoàn thành 2 năm ở Mỹ là em sẽ được lấy bằng đúng không? Vâng. Thế thì cái lợi thế của em là gì khi mà em chọn cái chương trình chuyển tiếp này cũng như là cái ngành học? Như em vừa nói nãy thì là vì đây là trường ranking cao nên là bằng cấp. Em nghĩ là lợi thế đầu tiên là bằng cấp. Thì bằng cấp của trường nó cũng sẽ được công nhận bởi nhiều những cái công ty nhà nước hơn. Và cái lợi thế thứ hai là vì cái chương trình của OPT ở đây nó sẽ cho em, tức là trường sẽ giúp đỡ tạo điều kiện cho em để em tìm được cái công việc thực tập sau khi mà em ra trường để nó phù hợp với cả cái ngành học của em và phù hợp với nguyện vọng của em. Hay quá. Và có một cái điều nữa mà mọi người chắc rất là tò mò, đấy là chị được biết là em thì hồ sơ học tập rất là tốt và em tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường rất là mạnh ở câu lạc bộ đối ngoại đúng không? Ngoài ra thì còn tham gia câu lạc bộ của dancer nữa, thấy rất là nhiều video nhảy rất đẹp và em lại còn có thành tích là IELTS 8.0. Vậy em có thể chia sẻ với các bạn cái bí quyết cũng như là cái kinh nghiệm nào để mà em cân bằng giữa việc học ở trên trường cũng như là học IELTS ở ngoài cũng như là những cái hoạt động ngoại khóa khác không? Thực ra thì bí quyết của em đấy chính là nghiêm khắc với bản thân và lúc nào cũng phải, tức là phải biết quản lý thời gian, biết sắp xếp thời gian và phải nghiêm khắc với bản thân, không được để việc nọ xỏ việc kia. Đã tin tưởng sử dụng của GSE thì chị muốn hỏi là trong quá trình làm hồ sơ á, thì em có vướng mắc gì không, với cả em có cái đánh giá như thế nào về dịch vụ của GSE bên chị? Thực ra thì lần này em làm hồ sơ là em bị mọi thứ đều rất là gấp, bởi vì là lúc nộp hồ sơ thì nó cũng vừa đúng vào cái hạn cuối cùng của trường nhận hồ sơ và xong rồi nó cũng dính những cái dịp lễ Tết vào cuối năm nữa nên là mọi thứ đều gấp gáp. Thế nhưng mà em lại rất là may mắn là bởi vì em có các chị ở bên GSE hỗ trợ và giúp đỡ rất là nhiệt tình và nhắc em về những cái deadline để em không bị lỡ cái hạn để mà nộp hồ sơ và giấy tờ các thứ. Và em là các chị còn giúp em được em trong cái việc là phỏng vấn visa Mỹ nữa nên là em rất là biết ơn mọi người ạ. Cảm ơn em. Hôm nay là ngày đầu năm mới thì không biết là Hương có điều gì mà muốn nói với các bạn mà đang muốn quan tâm tìm hiểu đi du học như em trước đây không? Thì mình có visa vào ngày cuối cùng của năm 2020. Thế nên là hôm nay là đầu năm 2021. Mình cũng chúc các bạn là sẽ luôn đạt được những điều may mắn và thành công như mình. Và thêm nữa là đối với những bạn mà sắp có định đi du học thì cũng chúc các bạn là sẽ sớm tìm được, vạch ra cho mình được cái lộ trình rõ ràng phù hợp với bản thân. Chúc các bạn may mắn. Happy New Year.